Nhì đoạn 17. Hosea trị vì Israel. Năm thứ 12 của triều đại Acha, vua Juda, Hosea, con của Ela, lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Ông trị vì 9 năm. Ông làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, nhưng không như các vua Israel trước ông. Shalmaneser, vua Assyri kéo đến đánh ông. Hosea trở thành một chư hầu của vua ấy và phải nộp triều cống cho vua ấy. Nhưng vua Assyri thấy Hosea có ý làm phản, vì ông đã sai sứ giả đến cầu xin Sô, vua Ai Cập, đến giúp đỡ. Ngoài ra, ông cũng không nộp triều cống hàng năm cho vua Assyri như thường làm nữa. Vì thế, vua Assyri đến bắt ông và giam ông vào ngục. Dân Israel bị lưu đày. Bấy giờ, vua Assyri xâm lăng xứ và tiến đánh Samari. Vua ấy bao vây thành Samari 3 năm. Năm thứ 9 của triều đại Hosea, vua Assyri chiếm được thành Samari. Vua ấy bắt dân Israel đem về Assyri. Ông cho họ định cư tại Hala, bên bờ sông Haber, miền Gosan và trong các thành của xứ Medi. Việc ấy xảy ra vì dân Israel đã phạm tội đối với Chúa, Đức Chúa Trời của họ, Đấng đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập, tức khỏi tay của Pharaon vua Ai Cập. Họ đã thờ phượng các thần khác, sống theo các tập tục của những dân Chúa đã đuổi đi trước mặt dân Israel và làm theo các thói tục do các vua Israel bày ra. Dân Israel đã lén lút làm những việc không đẹp lòng Chúa, Đức Chúa Trời của họ. Họ đã xây dựng cho họ những tế đàn trên các nơi cao trong các thành của họ và những tháp canh cho đến những thành trì kiên cố. Họ dựng cho họ những trụ thờ bằng đá và những trụ thờ nữ thần Asherah trên các núi đồi và dưới những cây xanh. Họ thiêu dâng các lễ vật trên các tế đàn ở những nơi cao, giống như các dân Chúa đã đuổi đi trước mặt họ. Họ làm những điều tội lỗi chọc giận Chúa. Họ thờ các thần tượng mà Chúa đã bảo: các ngươi chớ thờ chúng. Tuy Chúa đã sai các đấng tiên tri và các nhà tiên kiến đến cảnh cáo Israel và Juda rằng: hãy quay khỏi những đường lối tội lỗi của các ngươi và hãy tuân giữ những điều răn và mạng lệnh của ta, tức toàn bộ luật pháp mà ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi và mọi điều ta đã sai các tôi tớ ta là các tiên tri rao bảo cho các ngươi, nhưng họ không nghe và cứ ương ngạnh, giống như tổ tiên của họ đã làm, đó là những người đã không tin vào Chúa, Đức Chúa Trời của họ. Họ coi thường các mạng lệnh của Ngài và các giao ước Ngài đã lập với tổ tiên họ. Họ cũng coi thường những lời cảnh cáo mà Ngài đã sai các sứ giả của Ngài đến cảnh cáo họ. Họ cứ đi theo các thần tượng giả dối và trở thành những kẻ giả dối. Họ bắt chước các dân tộc chung quanh họ, tức các dân tộc mà Chúa đã căn dặn họ không được làm như các dân tộc ấy. Họ loại bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của họ, mà đúc cho họ tượng hai con bò con và dựng những trụ thờ nữ thần Asherah lên để thờ lạy. Họ thờ phượng các thiên binh trên trời và thờ lạy thần Ba Anh. Họ thiêu sống con trai và con gái của họ trong lửa để dâng cho các thần tượng. Họ tin theo các phù thủy và các thầy bói. Họ bán chính mình để làm những tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Chúa và chọc giận Ngài. Vì thế Chúa rất giận dân Israel và Ngài đã cất bỏ họ khỏi thánh nhan Ngài, chỉ còn lại chi tộc Juda. Nhưng những người Juda cũng không vâng giữ các điều răn của Chúa, Đức Chúa Trời của họ, nhưng đi theo các thói tục người Israel đã bày ra. Vì thế Chúa đã từ bỏ toàn thể con cháu của Israel, Ngài phạt họ và phó họ vào tay những kẻ cướp đoạt họ, cho đến khi Ngài loại hẳn họ ra khỏi thánh nhan Ngài. Khi Ngài xé rách dân Israel ra khỏi nhà David, họ lập Jeroboam, con của Nebat, lên làm vua. Jeroboam đã lôi kéo dân Israel xa cách Chúa và đã xúi họ phạm tội trọng.
dân Israel cứ tiếp tục đi theo những tội lỗi Jeroboam đã gây ra. Họ không chịu từ bỏ những tội lỗi ấy cho đến khi Chúa cất bỏ họ khỏi thánh nhan Ngài, như Ngài đã bảo trước qua các vị tiên tri, tức các tôi tớ Ngài. Vì thế Israel bị lưu đày khỏi xứ sở của họ, phải đến sống ở Assyria cho đến ngày nay. Dân ngoại định cư tại Samari. Vua Assyria bắt dân từ Babylon, cư thác, Ava, Hamat và Sephatvaim đến định cư trong các thành của Samari, thế chỗ của dân Israel. Các dân ấy đến chiếm lấy Samari và định cư trong các thành của xứ ấy. Khi mới đến định cư tại đó, họ không thờ phượng Chúa, nên Chúa đã sai các sư tử đến vồ chết một số người của họ. Người ta tâu với vua Assyri rằng các dân tộc mà Ngài đã trục xuất và đày đến định cư trong các thành ở Samari không biết cách thức thờ phượng vị thần của xứ ấy. Vì thế vị thần của xứ ấy đã sai các sư tử đến vồ chết một số người của họ, bởi họ không biết cách thờ phượng vị thần ấy như thế nào. Vua Assyri bèn truyền lệnh: các ngươi hãy chọn một số người trong số những tư tế đã bị bắt đem lưu đày, hãy đưa người ấy trở về xứ để sống tại đó. Hầu người ấy sẽ dạy chúng biết cách thờ phượng vị thần của xứ ấy. Vậy một tư tế trong số những tư tế bị bắt đem lưu đày khỏi Samari được cho trở về và sống tại Bê-tên. Người ấy dạy cho họ biết phải thờ phượng Chúa như thế nào. Tuy nhiên mỗi dân tộc đều làm những tượng thần riêng của họ, đem đặt những tượng thần ấy vào các khám thờ, rồi mang vào để trong các đền miếu trên các nơi cao mà người Samari đã xây. Dân tộc nào cũng lập những vị thần riêng cho mình trong các thành họ ở. Dân Babylon dựng tượng thần Sukkot Benot, dân Cút lập tượng thần Nẹt Ganh, dân Hamat lập tượng thần Ashima, dân Avi lập tượng thần Níp Ha và Tạc Tắc, dân Sephat Vaim thiêu con thơ của họ trong lửa cho thần Akram Melek và thần Anam Melek, các thần của dân Sephat Vaim. Các dân tộc ấy cũng thờ phượng Chúa và tự chọn trong vòng họ đủ hạng người mà lập các tư tế cho các đền miếu ở những nơi cao. Các tư tế ấy thay mặt họ dâng các con vật hiến tế trên các tế đàn ở những nơi cao. Như vậy, các dân tộc ấy vừa thờ phượng Chúa nhưng cũng thờ phượng các thần của họ. Họ cứ giữ các phong tục mà dân tộc họ đã có trước khi bị lưu đày. Họ vẫn tiếp tục giữ các phong tục ngày trước của họ cho đến ngày nay. Họ không kính sợ Chúa và cũng không tuân giữ các quy tắc, mạng lệnh, luật pháp hay điều răn mà Chúa đã truyền cho các con cháu của Gia-cốp, người Ngài đã đặt tên là Israel. Chúa đã lập giao ước với dân Israel và truyền cho họ rằng: các ngươi chớ thờ phượng các thần khác, chớ thờ lạy chúng, chớ phục vụ chúng và cũng chớ dâng các con vật hiến tế cho chúng. Nhưng các ngươi chỉ thờ phượng Chúa, đấng đã đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra, đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Các ngươi chỉ thờ lạy một mình Ngài và chỉ dâng các con vật hiến tế lên Ngài. Những quy tắc, mạng lệnh, luật pháp và điều răn mà Ngài đã viết ra cho các ngươi phải cẩn thận vâng giữ. Các ngươi chớ thờ phượng các thần khác, các ngươi chớ quên giao ước ta đã lập với các ngươi. Các ngươi chớ thờ lạy các thần khác, nhưng các ngươi chỉ thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay mọi kẻ thù của các ngươi. Các dân tộc mới đến cũng không nghe theo. Họ vẫn cứ tiếp tục thờ phượng các thần riêng của họ, theo phong tục trước kia của họ. Vậy các dân tộc đó vừa thờ phượng Chúa và cũng vừa thờ phượng các thần do họ chạm khắc hoặc đúc nên. Sau đó con cháu họ và con cháu của con cháu họ cứ tiếp tục theo truyền thống của tổ tiên họ mà làm, như thế cho đến ngày nay.
vua nhì, đoạn 18. Ê-xê-chia trị vì Giu-đa. Năm thứ ba của triều đại Hô-sê-a, con của Ê-la, vua Israel. Ê-xê-chia, con của A-kha, vua Giu-đa bắt đầu trị vì. Ông được 25 tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì 29 năm tại Jerusalem. Mẹ ông là A-bi, con gái của Sê-ca-ri-a. Ông làm điều tốt trước mặt Chúa, giống như David tổ tiên ông đã làm. Ông dẹp bỏ những nơi cao, đập vỡ các tượng thờ bằng đá và đốn hạ những trụ thờ nữ thần Asera. Ông đập nát con rắn bằng đồng Môi-se đã làm. Vì cho đến lúc đó, dân Israel vẫn còn dâng hương cho con rắn bằng đồng ấy. Người ta gọi nó là Nehutan. Ông tin cậy Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Trong số những vị vua Giu-đa sau ông, không ai được như thế. Và trong số những vị vua trước ông, cũng chẳng ai được như vậy. Vì ông bám chặt lấy Chúa, ông chẳng rời bỏ Ngài, nhưng gìn giữ những điều răn mà Chúa đã truyền cho Môi-se. Chúa ở với ông, nên ông làm gì cũng được thành công. Ông nổi lên chống lại vua Assyri và không chịu thần phục vua ấy nữa. Ông tiến đánh dân Philippines đến tận Gaza và những vùng phụ cận, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố. Năm thứ tư của triều đại Ê-xê-chia, tức năm thứ bảy của triều đại Hô-sê-a, con của Ê-la, vua Israel, Sanma-nê-xê, vua Assyri đến tấn công Samari và bao vây thành ấy. Cuối ba năm, vua ấy chiếm được thành. Năm thứ sáu của triều đại Ê-xê-chia, tức năm thứ chín của triều đại Hô-sê-a, vua Israel, Samari bị thất thủ. Vua Assyri bắt dân Israel đi lưu đày ở Assyri. Ông cho họ định cư bên bờ sông Haber, miền Gosan và trong các thành của xứ Medi. Bởi vì họ không vâng theo tiếng Chúa, Đức Chúa Trời của họ, nhưng vi phạm giao ước Ngài. Tức tất cả những điều Môi-se tôi tớ Chúa đã truyền, họ không nghe theo và cũng chẳng thi hành những điều ấy. Sennacherib xâm lăng Giu-đa. Năm thứ 14 của triều đại vua Ê-xê-chia, Sennacherib, vua Assyri đến tấn công các thành kiên cố của Giu-đa và chiếm lấy chúng. Ê-xê-chia, vua Giu-đa sai sứ giả đến gặp vua Assyri tại La-kích và tâu rằng: "Tôi có lỗi, xin ngài lui binh. Ngài muốn điều chi, tôi cũng chịu cả." Vua Assyri đòi Ê-xê-chia, vua Giu-đa phải nộp 10.200 ký bạc và 1.020 ký vàng. Vì thế Ê-xê-chia phải lấy tất cả bạc trong đền thờ Chúa và trong các kho tàng của hoàng cung nộp cho vua ấy. Bây giờ Ê-xê-chia phải gỡ vàng bọc trên những cánh cửa của đền thờ Chúa, tức vàng mà Ê-xê-chia vua Giu-đa đã cẩn trên những cánh cửa ấy để đem nộp cho vua Assyri. Dầu vậy, vua Assyri vẫn sai Tạc-tan, Ráp-sa-ri và Ráp-sa-kê cùng một đạo binh rất lớn từ La-kích đến đánh Ê-xê-chia tại Jerusalem. Họ tiến lên và hãm áp Jerusalem. Khi đến gần thành, họ tiến vào rồi dừng lại tại đầu kênh dẫn nước của Thượng Hồ, nơi con đường dẫn đến cánh đồng của thợ nện, và yêu cầu được hội kiến với vua. Eliakim, con của Hinkia, quan tổng quản hoàng cung, Shepna, quan ký lục, và Joa, con của Asap, quan quản lý văn khố đi ra gặp họ. Rabsake nói với họ: "Hãy về và bảo Ê-xê-chia, đại đế của ta, là vua Assyri đã phán như thế này. Ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy? Bộ ngươi tưởng rằng trong chiến tranh, lời nói suông có thể thay thế được mưu lược và sức mạnh sao? Ngươi dựa vào gì mà dám chống lại ta? Kìa, ngày nay, ngươi dựa vào Ai Cập chăng? Đó chỉ là một cây sậy gãy. Ai dựa vào nó, ắt sẽ bị nó đâm thủng bàn tay. Bất kể kẻ nào dựa vào Pharaon vua Ai Cập sẽ bị như vậy. Còn nếu ngươi bảo ta rằng, chúng tôi tin cậy Chúa,
Đức Chúa Trời của chúng tôi, thì há chẳng phải Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các tế đàn của Ngài trên các nơi cao, rồi bảo dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi chỉ thờ phượng Ngài ở trước bàn thờ tại Giê-ru-sa-lem mà thôi sao? Bây giờ hãy đánh cuộc với chủ ta là vua A-si-ri đi. Ta sẽ cho các ngươi 2.000 con ngựa, nếu các ngươi có đủ kỵ binh để cưỡi. Liệu các ngươi nhờ cậy vào các xe chiến mã và các kỵ binh của Ai Cập mà có thể chống cự nổi một tiểu tướng trong đám đầy tớ của chủ ta chăng? Hơn nữa, há chẳng phải là ý Chúa mà ta đến đây để hủy diệt xứ này sao? Chúa đã bảo ta rằng, hãy lên đánh xứ đó và tiêu diệt nó đi. Bấy giờ Eliakim, con của Hinkia, Shepna và Joa nói với Rabsake rằng: xin ngài nói với các tôi tớ ngài bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Juda, kẻo dân ở trên tường thành nghe được. Nhưng Rabsake nói với họ: há chủ ta đã sai ta đến để chỉ nói những lời này với chủ các ngươi và với các ngươi, mà không nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, tức những người đang ăn phân và uống nước tiểu của mình cùng với các ngươi nữa sao? Đoạn Rabsake đứng dậy và nói lớn bằng tiếng Giu-đa rằng: hãy nghe lời đại đế của ta là vua A-si-ri. Vua của ta phán như thế này: chớ để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi, vì hắn không thể giải thoát các ngươi khỏi tay ta đâu. Chớ để Ê-xê-chia xúi dục các ngươi nương cậy vào Chúa mà rằng: Chúa chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta, và thành này sẽ không bị phó vào tay vua A-si-ri. Chớ nghe theo lời của Ê-xê-chia, vì vua A-si-ri phán thế này: hãy làm hòa với ta và ra đây với ta, thì mỗi người trong các ngươi sẽ được ăn hoa quả của vườn nho và vườn vả của mình, và sẽ được uống nước giếng của mình, cho đến khi ta đến đem các ngươi qua một xứ giống như xứ của các ngươi, một xứ có lúa và rượu, một xứ có bánh và vườn nho, một xứ có dầu ô liu và mật, để các ngươi sống và không chết. Chớ để Ê-xê-chia dẫn dụ các ngươi đi sai lạc khi hắn nói rằng: Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Có thần của dân tộc nào đã giải cứu xứ sở của họ khỏi tay vua A-si-ri chưa? Các thần của dân Hamat và dân Atbat ở đâu? Các thần của dân Sê-phạt-va-im, dân Hê-na và dân Y-va ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Trong tất cả các thần của các nước, có thần nào đã giải cứu được nước của họ khỏi tay ta chăng? Thế thì Chúa há có thể giải cứu Jerusalem khỏi tay ta được sao? Nhưng dân chúng đều im lặng, chẳng ai đáp lại một lời, vì vua đã truyền rằng đừng trả lời hắn. Bấy giờ Eliakim, con của Hinkia, quan tổng quản hoàng cung, Shepna, quan bí thư, và Joa, con của Asaph, quan quản lý văn khố, xé rách áo họ, rồi vào thành gặp vua Ê-xê-chia, tâu trình những lời Rabsake đã nói.